Nô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 562. Đấu chiến thần thân thể động, một cái lắc mình, liền xuất hiện tại Hùng Phách Thiên trước mặt. Tiểu Mạt Lị thân thể, cũng theo hắn linh hồn mà động, cả hai động tác hoàn toàn nhất trí, Tiểu Mạt Lị cũng bay đến Hùng Phách Thiên trước mặt, chẳng qua là nàng một mực tại khóc, nhìn xem Diệp Thần nói. Lá thần ca ca, ta khống chế không nổi chính mình thân thể. Thân thể của nàng, quyền chủ động rõ ràng do đấu chiến thần linh hồn nắm giữ, cổ tay nàng bên trên cấm chế vòng tay, cũng không biết lúc nào bị xông chặt đứt. Đấu chiến thần ra quyền, Tiểu Mạt Lị động tác cũng là nhất trí, nàng khống chế không nổi chính mình thân thể, cũng đi theo ra quyền, hướng về thiên tổ cự thủ đánh tới. Tiểu Mạt Lị nắm đấm, đấu chiến thần nắm đấm, cùng nhau oanh ngày hôm đó tổ lớn trên tay. Oanh một tiếng, phảng phất toàn bộ thế giới cũng vì đó run lên. Thời gian tại thời khắc này phảng phất ngưng kết. Tiểu Mạt Lị cùng đấu chiến thần nắm đấm, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, đúng là đem thiên tổ cự thủ, đánh cho đập tan. Bất quá, thiên tổ cự thủ năng lượng ẩn chứa, cũng là vô cùng khinh khủng, bị oanh bạo về sau, trong đó bùng nổ kinh thiên khí tức, cũng là đem đấu chiến thần linh hồn, xé rách đến thủng trăm ngàn lỗ, Tiểu Mạt Lị nhận nổ tung trùng kích, càng là yết hầu ngòn ngọt, phun ra máu tươi, gương mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Kinh thiên va chạm nổ tung, kịch liệt bừa bãi tàn phá sóng khí, làm cho Hùng Phách Thiên chính mình cũng nhận to lớn trùng kích, râu tóc ngổn ngang, có chút chật vật. Mà Diệp Thần bên này, tại va chạm trong nháy mắt, chú Tinh Long Thần đã bay ra, thân thể yểm hộ ở Diệp Thần. Lan Tâm Nhị cầm trong tay pháp tắc thần thạch, cũng là có thể chống lại cái kia nổ tung trùng kích, nhưng thiên tổ cự thủ phá toái, nàng cũng là nhận to lớn cắn trả, Kiều Khu lập tức ngã xuống đất. Mẫu thân. Lăng Thanh Trúc cuống quýt đưa nàng đỡ lấy. Đấu chiến thần tầm mắt sâu lắng, ý vị thâm trường nhìn Diệp Thần liếc mắt, nhưng không có lại chiến đấu tiếp ý tứ, hướng về phía Hùng Phách Thiên nói, đi. Mang ta vật chứa rời đi, lại nghĩ biện pháp diệt đi thiên đạo nữ thần linh hồn. Hùng Phách Thiên trần chờ một thoáng, nói, lão tổ tông, ta xem luân hồi chi chủ bên kia, cũng là nỏ mạnh hết đà, không bằng chúng ta. Hắn lại không nghĩ đi, nghĩ trực tiếp nhường đấu chiến thần ra tay. Diệt sát Diệp Thần đám người. Đấu chiến thần lắc lắc đầu nói, cùng thiên tổ tay đối bính, ta cũng là nguyên khí tổn thương nặng nề, đi nhanh đi. Hùng Phách Thiên nhìn thấy đấu chiến thần linh hồn, đích thật là thủng trăm ngàn lỗ, bị hao tổn không nhẹ, hiện tại trong lòng run lên, cũng không dám sơ suất, nói, đúng. Hắn liền lập tức nắm lên trọng thương Tiểu Mạt Lị, như diều hâu vồ gà con, Tiểu Mạt Lị khóc lớn, kêu lên, lá thần ca ca, cứu ta. Diệp Thần sầm mặt lại, nghĩ muốn xuất thủ, nhưng đấu chiến thần gương mặt lạnh lùng, một trường vỗ ra, một cỗ kinh khủng khí tràng, trực tiếp ngăn chặn Diệp Thần. Luân hồi chi chủ, đây là ta cùng thiên đạo nữ thần ân oán, còn xin ngươi đừng nhúng tay. Ta là thiên đấu sát thần bằng hữu duy nhất, luận bối phận, xem như trưởng bối của ngươi, ngươi nên gọi ta một tiếng sư thúc. Ngươi nếu có tâm, cô bé này sinh tử, ngươi cũng đừng xen vào nữa, ngươi rèn đúc đạo thiên kiếm. Không phải nghĩ khác lập thiên đạo sao? Ta liền thay ngươi diệt giết thiên đạo nữ thần linh hồn, ngươi vẫn phải cảm ơn ta. Ba ngày sau đó, ta lại ở đấu chiến phủ cử hành chu thiên đại hội, xẻ thịt thiên đạo nữ thần linh hồn, ngươi có thể tới kiếm một chén canh, chính là ta cái này làm sư thúc, cho ngươi lễ gặp mặt. Thiên đấu sát thần lại ở đâu? Ngươi có khả năng gọi hắn cùng đi xem lễ, đến mức chú Tinh Long thần, hừ, đầu này con lươn nhỏ, còn không có tư cách nói chuyện với ta. Đấu chiến thần nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút chú Tinh Long Thần, cường đại như chú Tinh Long Thần, trong mắt hắn, bất quá là một đầu con lươn nhỏ. Chú Tinh Long Thần nhìn xem đấu chiến thần vĩ ngạn thân ảnh, ánh mắt run rẩy một hồi, không nói gì với nhau. Hoàn toàn chính xác, thân phận của hắn cùng thực lực, cùng đấu chiến thần cách biệt quá xa. Đấu chiến thần không nói gì thêm, tay áo một quyển, liền mang theo Hùng Phách Thiên, sư tâm lão tổ. Tiểu Mạt Lị đám người rời đi, hướng đấu chiến phủ phương hướng bay đi. Lão Tổ Tông, này Thánh Tuyền Chi Thủy cùng Pháp Tắc Thần Thạch, cũng không cần sao. Hùng Phách Thiên quay đầu nhìn xem Thánh Tuyền Chi Thủy, còn có Lan Tâm Nhị trong tay Pháp Tắc Thần Thạch, lộ ra vô cùng thèm nhỏ dãi vẻ mặt. Đấu chiến thần hừ một tiếng, nói ta còn có thể cùng sư chất ta giật đồ hay sao? Hắn đối Diệp Thần cũng là 10 điểm tán thưởng, dù sao Diệp Thần kế thừa thiên đấu sát thần y bát. Xem như hắn sư chất, cái kia Thánh Tuyền Chi Thủy cùng Pháp Tắc Thần Thạch, hắn cũng không cố ý cùng Diệp Thần tranh đoạt.
hắn duy nhất tố cầu, liền là diệt giết thiên đạo nữ thần linh hồn, bảo đảm tiểu mạt lị cái này vật chứa, hoàn toàn thuộc về hắn. Diệp thần nhìn xem đấu chiến thần, mang đi tiểu mạt lị, lập tức khí nhét suy nghĩ trong lòng, tay chân băng lãnh. Hắn bắt được cực kỳ khủng bố tương lai, liền là tiểu mạt lị trong cơ thể, thiên đạo nữ thần linh hồn bị diệt sát, liền tiểu mạt lị ý thức của mình, cũng bị gạt bỏ, thành một cái thuần túy vật chứa. Hắn có thể không thể nhìn một màn này phát sinh. Nhưng, mỗi lần xuất thủ, không chỉ là hùng phách thiên, còn có đấu chiến thần. Diệp thần trăm triệu không nghĩ tới, đấu chiến thần linh hồn, sẽ bị hùng phách thiên thức tỉnh. 3 ngày sau đó, đấu chiến thần liền muốn cử hành chu thiên đại hội, xẻ thịt thiên đạo nữ thần linh hồn, còn muốn tiêu diệt tiểu mạt lị ý thức. Diệp thần mong muốn tại đấu chiến thần thủ hạ cứu người, lại nói thì dễ làm mới khó làm sao. Chú tinh long thần, lan tâm nhị, lăng thanh trúc đám người biểu lộ, đều là vô cùng ngưng trọng, tự nhiên cũng biết cứu người gian nan. Ai, can hệ trọng đại, chúng ta về trước thiên tổ các, lại tính toán sau đi. Luân hồi chi chủ, hoặc là ngươi có thể dùng thiên tổ lệnh, nếm thử câu thông thiên tổ, hỏi một chút ý kiến của hắn. Lan tâm nhị thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói ra. Diệp thần trong lòng khẽ động, hiện tại thế cục phức tạp, khó mà quyết đoán. Nếu là thiên tổ có thể ban thưởng cái gì tỏ rõ, chỉ bảo sai lầm, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Ngay sau đó, Diệp thần liền tại chú tinh long thần, lăng thanh trúc, lan tâm nhị đám người trợ giúp dưới, dùng tốc độ nhanh nhất, đem hết thảy thánh tuyển chi thủy, toàn bộ thu nhập thiên nếu có tình cầu bên trong. Theo thánh tuyển chi thủy, triệt để bị lấy đi, toàn bộ thánh tuyển sa mạc, liền bắt đầu hướng đi sụp đổ, sa mạc phía ngoài rừng rậm, thảo nguyên, đại địa, sơn nhạc. Toàn bộ linh khư thánh địa, đều cấp tốc hướng đi khô héo cùng tịch diệt. Thánh tuyển chi thủy là linh khư thánh địa năng lượng trương đầu nguồn, mất đi thánh tuyển, thánh địa liền phảng phất mất đi chủ tâm cốt, hướng đi hủy diệt cùng sụp đổ. Diệp thần đoàn người, nhanh chóng nhanh rời đi sa mạc, lại thông qua đưa tin phù, cùng lăng ảnh, thái giáp thần quân, La Ưng Phi chờ thiên tổ các cao tầng liên lạc, mọi người kết bạn đem thánh địa lưu lại thiên tài địa bảo lấy đi, sau đó liền dùng tốc độ nhanh nhất rời đi thánh địa. Đấu chiến thần, hùng phách thiên, sư tâm lão tổ đám người, đã trước diệp thần một bước, rời đi thánh địa, trở về đấu chiến phủ bên trong. Linh khư thánh địa bên trong thiên tài địa bảo, còn có thánh tuyển chi thủy, pháp tắc thần thạch các loại trí bảo, hùng phách thiên cùng sư tâm lão tổ đều vô cùng có hứng thú, nhưng đấu chiến thần khí phách hùng vĩ, tự kiềm chế thân phận, không cùng diệp thần tranh đấu, hùng phách thiên đám người cũng không thể tránh được, chỉ có thể theo đấu chiến thần rời đi. Đến mức sát thiên điện bên kia, thu hoạch được không ít bảo vật, nhưng mắt thấy đến diệp thần bên này thế lớn, cũng không dám trực anh kỳ phong, biết rõ tinh diên bị diệp thần trấn áp, bọn hắn cũng không dám thi cứu, không nói tiếng nào đi. Oanh long long, theo diệp thần đoàn người, rời đi thánh địa về sau, toàn bộ linh khư thánh địa, chính là triệt để sụp đổ khô héo thành cho tàn, hóa thành một mảng lớn phế tích, như một cái vết sẹo lưu tại Nam Châu Thiên trên mặt đất. Nghĩ không ra, này thánh địa thế mà băng diệt. Diệp thần nhìn xem hóa thành phế tích linh khư thánh địa, lập tức ngơ ngẩn xuất thần. Lăng Thanh Trúc nói, vật có giá trị chúng ta đều lấy đi, băng diệt liền băng diệt, mà lại mất đi thánh tuyển chi thủy, này mảnh thánh địa cũng khó có thể gắn bó xuống. Diệp thần nghĩ thầm cũng thế, lần này linh khư thánh địa chuyến đi, hắn quả thực là phát tài, thu một đống dược liệu cùng khoáng vật, mà lại thánh tuyển chi thủy, vào hết trong tay hắn. Này thánh tuyển chi thủy nếu là lợi dụng thỏa đáng, đủ để nghịch thiên cải mệnh. Chẳng qua là đấu chiến thần linh hồn khôi phục, lại mang đi tiểu mạt lị, thậm chí muốn tại 3 ngày sau đó, cử hành cái gì chu thiên đại hội, quả thực nhường Diệp thần vô cùng lo lắng. Ngay sau đó, Diệp thần cũng chỉ có thể về trước thiên tổ các bên trong, lại tính toán sau. Đoàn người hướng thiên tổ các bay đi, chú tinh long thần về tới luân hồi trong mộ địa, cảm giác sâu sắc tương lai nguy hiểm. Liền nhìn xem thiên đấu sát thần mộ bia, phát ra tiếng nói. Thiên đấu sát thần, đấu chiến thần linh hồn khôi phục, hắn muốn đem điệp mộng tinh quân giết chết, chúng ta phải làm như thế nào? Nói thật, chú tinh long thần đối tiểu mạt lị, cũng không có cái gì đặc thù tình cảm, nhưng tiểu mạt lị trong cơ thể, cái kia điệp mộng tinh quân linh hồn, nếu như bị giết chết, hắn thật không biết sẽ có bao lớn tai biến. Dù sao, điệp mộng tinh quân liền là thiên đạo nữ thần. Là thiên đạo khối Rubik rèn đúc người, nàng nếu là triệt để vẫn diệt, trời biết sẽ dẫn phát kinh khủng bực nào biến động. Hắn bây giờ bàng hoàng vô kế,
liền muốn hỏi thăm Thiên Đấu Sát Thần ý kiến. Thiên Đấu Sát Thần vì để tránh cho bại lộ nhân quả, bình thường lựa chọn yên lặng, nhưng lúc này nghe được chú Tinh Long Thần, hắn có đáp lại. Hắn đáp lại, là 7 chữ. Sát 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 giết giết giết. Này 7 cái chữ sát, tại luân hồi mộ chấn động, đem chú Tinh Long Thần cùng Diệp Thần đều giật nảy mình. Chú Tinh Long Thần nói, muốn giết ai, Thiên Đạo Nữ Thần vẫn là Đấu Chiến Thần. Thiên Đấu Sát Thần nói, đều giết, Thiên Đạo Nữ Thần là thế giới gắn bó người, có nàng tại, chúng ta muốn đi thế giới bên ngoài, vô cùng gian nan. Còn có Đấu Chiến Thần, thật sự là hắn là ta đã từng duy nhất bạn thân, ta cùng hắn ràng buộc cực sâu, hôm nay tình nghĩa cũng chưa từng ma diệt một chút. Chính vì vậy, cho nên ta muốn hắn chết, lấy sát chứng đạo, nhìn tận mắt bạn chí thân của mình chết đi, nghĩ đến có thể cho ta chứng được vô thượng sát đạo, mau sớm khôi phục ngày xưa phong mang. Nghe được Thiên Đấu Sát Thần lần này lời nói, Diệp Thần cùng chú Tinh Long Thần đều là hãi dị. Bọn hắn còn muốn thỉnh giáo hạ Thiên Đấu Sát Thần, xem hắn có cái gì song toàn kế sách, không nghĩ tới Thiên Đấu Sát Thần như thế phong ma, như thế điên cuồng, như thế hung lệ, thật thật liền là một cái thích giết chóc khát máu cuồng thần, không ngừng muốn giết Thiên Đạo Nữ Thần, thậm chí liền Đấu Chiến Thần đều muốn giết. Hắn cũng không hận Đấu Chiến Thần, tương phản, hắn y nguyên nắm Đấu Chiến Thần, xem như là chính mình bằng hữu tốt nhất, hắn muốn giết chết bằng hữu tốt nhất, tới để cho mình chứng đạo. Lấy sát chứng đạo. Vì chứng đạo, vì tăng tiến thực lực, Thiên Đấu Sát Thần liền Đấu Chiến Thần đều có thể giết. Bất quá, các người nghĩ muốn tiêu diệt Đấu Chiến Thần, nhưng cũng không quá dễ dàng, dùng ta Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm đi. Chờ Chu Thiên Đại Hội bắt đầu ngày ấy, ta sẽ giải trừ Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm hết thảy trói buộc, các người có khả năng sử dụng này kiếm thời gian một nén nhang. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thời gian một nén nhang, ta không thể bại lộ quá nhiều, các ngươi nhất định phải tại thời gian một nén nhang bên trong, đem Đấu Chiến Thần giết chết. Nếu như làm không được, liền chạy đi, nhớ kỹ không muốn chịu chết. Mộ chủ, nếu như ngươi chết, luân hồi mộ sụp đổ, ta cũng muốn đi theo chết. Thiên Đấu Sát Thần thanh âm tràn ngập sát ý vô biên cùng thê lương, luân hồi trong mộ địa kích động hắn ý chí mãnh liệt, Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm liền đặt ở hắn mộ bia bên cạnh. Cái kia Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm, bị hộp kiếm bọc lấy, thân kiếm còn quấn quanh huyết sắc xiềng xích, đó là trước đây kiếm linh huyết phú quân lưu lại, nếu như không giải trừ cái kia huyết sắc xiềng xích, khó mà chấp trưởng Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm. Nhưng, Thiên Đấu Sát Thần thân là Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm chủ nhân, hắn có khả năng trong khoảng thời gian ngắn, giải trừ cái kia huyết sắc xiềng xích trói buộc, từ đó nhường Diệp Thần trưởng khống thanh kiếm này. Một khi Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm phong mang bùng nổ, vậy liền như Thiên Đấu Sát Thần bản thân đích thân tới, cho dù là Đấu Chiến Thần, đều chưa hẳn có thể đỡ nổi. Diệp Thần nghe Thiên Đấu Sát Thần căn dặn, bên trong bắt đầu lo lắng. Hắn không rõ ràng, nếu như hắn giết Đấu Chiến Thần, sẽ có hậu quả như thế nào? Tiểu Mạt Lị nhọn sẽ không nhận liên lụy. Còn có, Thiên Đấu Sát Thần tuy nói muốn giết người, nhưng trong lòng hắn, vẫn là coi Đấu Chiến Thần là thành bản thân, nếu như Diệp Thần tự tay giết Thiên Đấu Sát Thần bản thân, đằng sau hắn hối hận oán hận sẽ làm thế nào? Đủ loại ân oán tình cừu, yêu hận nhân quả liên quan dây dưa, quả thực nhường Diệp Thần thấy vô cùng khó giải quyết, trước mắt hắn cũng chỉ có thể thấy đi bộ bước. Bất quá, Thiên Đấu Sát Thần ban cho hắn Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm, ngược lại để hắn nhiều một tấm cường hãn át chủ bài, đến lúc đó đối mặt Đấu Chiến Thần, hắn chí ít có thể lấy cỡ nào điểm lực lượng. Đoàn người trở lại Thiên Tổ Các bên trong, vừa mới trở về, liền đã thu đến Đấu Chiến Phủ gửi tới mời thiếp. Mời trên thiếp mời, Hùng Phách Thiên tự mình viết, mời Thiên Tổ các phương nhân vật, tại 3 ngày sau buông xuống Đấu Chiến Phủ, quan sát Chu Thiên Đại Hội. Đến lúc đó, Đấu Chiến Phủ sẽ đem Tiểu Mạt Lị đưa lên tế đàn, đem trong cơ thể nàng thuộc với Thiên Đạo Nữ Thần linh hồn, triệt để giết đi, chỉ lưu lại Đấu Chiến Thần linh hồn. Đây là thí thiên cử chỉ, chân chính thí thiên. Thu đến này phần thiếp mời, Diệp Thần, Lan Tâm Nhị, Lăng Thanh Trúc đám người, tâm tình đều là vô cùng phức tạp. Thiên Tổ nhận qua Thiên Đạo Nữ Thần ân huệ, chúng ta quyết không thể nhìn Thiên Đạo Nữ Thần bỏ mình. Lan Tâm Nhị răng ngà cắn cắn, mục tiêu vô cùng rõ ràng, chính là muốn ngăn cản Chu Thiên Đại Hội cử hành, tới cứu hồi trở lại Tiểu Mạt Lị. Lăng Ảnh thận trọng nói, phu nhân, Hùng Phách Thiên kế thừa đại hiền giả đạo pháp, Đấu Chiến Thần linh hồn lại phục hồi, chúng ta mong muốn theo thủ hạ bọn hắn cứu người, cũng không dễ dàng a. Lan Tâm Nhị nói, không dễ dàng cũng muốn cứu.
Các ngươi là không đáng tin cậy, đáng tin chỉ có luân hồi chi chủ. Nàng tầm mắt ngắm nhìn Diệp Thần, tràn đầy ký thác cùng nóng bỏng, hoàn toàn không thấy Lăng Ảnh. Lăng Ảnh cảm thấy xấu hổ, lại cũng không thể tránh được. Lan Tâm Nhị lại đem móc ra pháp tắc thần thạch, đưa cho Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, cái này là pháp tắc thần thạch, người tốt nhất cầm lấy, ba ngày này tận tâm cảm ngộ, nói không chừng có thể lĩnh ngộ ra một chút thế ngoại vô thượng pháp tắc, đến lúc đó đối kháng hùng phách thiên cùng đấu chiến thần, liền nhờ vào ngươi. Diệp Thần đưa tay tiếp nhận, lại thấy này một khối nho nhỏ pháp tắc thần thạch, trầm trọng đến lợi hại, hắn trong lúc nhất thời không có dự liệu được này thần thạch như thế trầm trọng, tay cầm kém chút liền không cầm nổi, cánh tay khớp nối cũng bị to lớn trọng lượng mang đến kém chút chật khớp, bật thốt lên, thật nặng. Lan Tâm Nhị cười nói, dĩ nhiên, này pháp tắc thần thạch, ẩn chứa Hắc Hoàng Đế, Thiên Cơ Lão Nhân, Đại Hiền Giả ba vị trụ thần pháp tắc lực lượng, còn có thiên tổ tự thân ý chí cùng pháp tắc, đương nhiên là vô cùng nặng nề. Dừng một chút, nàng lại than thở nói, đáng tiếc thiên tổ lưu lại ở trong đó lực lượng, dùng qua một lần về sau, thời gian ngắn liền không thể lại dùng, bằng không ba ngày sau Chu Thiên Đại Hội, chúng ta cũng không cần bị động như thế. Viên này pháp tắc thần thạch, chính là thiên tổ lưu lại thánh vật, bên trong bản thân liền ẩn chứa thiên tổ bản nhân lực lượng, cỗ lực lượng này, vừa mới Lan Tâm Nhị vận dụng thời điểm, liền trực tiếp biến ảo thành che trời bàn tay lớn, kém chút đem hùng phách thiên trục chết. Thiên tổ lực lượng, liền đáng sợ đến nước này, đủ để trục chết đỉnh cấp thiên đế. Bất quá, cỗ lực lượng này, vận dụng một lần về sau, thời gian ngắn liền không thể dùng lại, cho nên Lan Tâm Nhị nghĩ lập lại chiêu cũ, đó cũng là tuyệt đối không thể. Không sao, đến lúc đó rồi nói sau, ba ngày này, ta thuận tiện hảo cảm ngộ này pháp tắc thần thạch bên trong lực lượng. Diệp Thần nắm cái kia vô cùng trầm trọng pháp tắc thần thạch, có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được, viên này thần thạch bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa. Đó không phải là cái thế giới này lực lượng, mà là thế giới bên ngoài lực lượng. Nếu như có thể nắm giữ cỗ này thiên ngoại lực lượng, vậy đơn giản là có thể độc bộ chư thiên vô địch. Nắm pháp tắc thần thạch thời điểm. Diệp Thần đại khái có thể minh bạch Tinh Diên tâm tư, vì cái gì thà chết không trở về nhà, cũng muốn đi kế thừa Hắc Hoàng Đế quyền hành, thế ngoại trụ thần nhóm lực lượng, thật sự là quá mức cuồn cuộn mạnh mẽ, đủ để cho mỗi một cái tự mình cảm thụ qua người, vì đó run rẩy, động dung, cúng bái. Diệp Thần hít sâu một hơi, mới nhường tâm tình của mình, thoáng bình phục lại. Lăng Ảnh, là Ưng Phi, Thái Giáp Thần Quân chờ thiên tổ các cao tầng, thấy Diệp Thần cầm lấy pháp tắc thần thạch. Muốn nói lại thôi. Này pháp tắc thần thạch, đối thiên tổ các tới nói, cũng là vô cùng vật chân quý, giao cho Diệp Thần xử lý, bình thường thiên tổ các cao tầng, là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Bất quá dưới mắt tình thế trói buộc, Chu Thiên Đại Hội ở tức, mong muốn đối kháng hùng phách thiên cùng đấu chiến thần, pháp tắc thần thạch là nơi mấu chốt. Này pháp tắc thần thạch, rõ ràng chỉ có tại Diệp Thần trong tay, mới có thể dùng phát huy ra lớn nhất hiệu quả cùng uy lực. Thiên tổ các vị cấp cao nhóm, cũng chỉ đành trầm mặc, ngầm thừa nhận nhường Diệp Thần cầm trước pháp tắc thần thạch, giải quyết nguy cơ trước mắt lại nói. Lan Tâm Nhị nói tốt, cứ như vậy định đi, tất cả giải tán đi, hôm nay tất cả mọi người mệt mỏi, ngày mai lại thương nghị giải cứu thiên đạo nữ thần chi tiết. Nàng là đã từng thiên tổ lắng nghe người, pháp tắc thần thạch thủ hộ giả, tuy nói tâm tư đơn thuần, nhưng bởi vì thân phận đặc thù, cho nên nói chuyện ở giữa tự mang lấy thanh lãnh uy nghiêm. Dạy người không dám chống lại. Thiên tổ các vị cấp cao tướng liếc mắt một cái, cũng không thể nói gì hơn, liền chuẩn bị ai đi đường nấy. Diệp Thần cũng chuẩn bị trở vào phòng, Lan Tâm Nhị lại rời bước đi theo hắn. Bá mẫu, người đi theo ta cái gì? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Lan Tâm Nhị nói, ta cùng ngươi trở về phòng A, ta hồn huyết ký thác vào pháp tắc thần trên đá, ta không thể rời đi thần thạch quá xa, bằng không linh hồn phải ngủ say. Diệp Thần nói, ách, cùng thực ta trở về phòng. Này, không tốt à. Hắn thấy Lan Tâm Nhị nữ nhi Lăng Thanh Trúc, trưởng phu Lăng Ảnh đều ở bên trái gần, lập tức liền thấy xấu hổ vô cùng. Tuy nói Lan Tâm Nhị bây giờ chỉ còn lại có tàn hồn, còn có chút tránh hiểm nghi vẫn là cần thiết. Lan Tâm Nhị tâm tư đơn thuần, cũng không hiểu Diệp Thần ý tứ, nhìn thấy người chung quanh ánh mắt đều trở nên phức tạp, nàng càng là nghi hoặc, nói ra có vấn đề gì không. Như vậy đơn thuần biểu lộ, trong suốt ánh mắt, quả thực là ta thấy mà yêu, toàn trường không biết có bao nhiêu người tâm động. Lăng Ảnh tằng hắng một cái, suy nghĩ một thoáng, nhân tiện nói, Thanh Trúc, người hầu ở mẫu thân người bên người.
Lăng Thanh Trúc nói, ồ, liền đi theo Lan Tâm Nhị bên cạnh. Hai mẹ con liền đi theo Diệp Thần, trở về Diệp Thần gian phòng. Lăng Ảnh gọi Lăng Thanh Trúc làm bạn, vốn là vì làm bạn tránh hiểm nghi, nhưng thấy hai mẹ con đều cùng Diệp Thần đi, lại mơ hồ thấy không đúng. Chờ một chút, Lăng Ảnh kêu lên. Lan Tâm Nhị quay đầu, mang theo ý giận, nói, phu quân, ngươi lời làm sao nhiều như vậy? Lăng Ảnh nhìn xem chính mình phu nhân ánh mắt trong suốt, thật sâu vì trong lòng mình rất nhiều suy nghĩ thấy hổ thẹn, vội nói, không có việc gì, không có việc gì, phu nhân, ngươi. Ngươi đi đi. Lan Tâm Nhị gật gật đầu, liền cùng Lăng Thanh Trúc cùng một chỗ, trở lại Diệp Thần trong phòng đi. Diệp Thần nhìn xem này hai mẹ con, lập tức liền thấy bên trong căn phòng bầu không khí hết sức khó xử, chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên, tằng hắng một cái, nói, các ngươi ngồi trước đi, ta đi xem một chút tinh diên ma nữ thế nào. Hắn tế ra thiên nếu có tình cầu, thân thể thoáng qua, giống chạy trối chết, trực tiếp trốn vào thiên nếu có tình cầu thế giới bên trong đi. Tại đại lượng thánh tuyển chi thủy, rót vào bể tình về sau, bể tình lật lên cuồn cuộn linh khí năng lượng, tẩm bổ bờ sông hai bên hoàn cảnh, lập tức liền để đến yêu hai bên bờ sông, linh khí mở mịt, kỳ hoa dị thảo nở rộ, không khí mười điểm nhẹ nhàng khoan khoái thấm người. Diệp Thần hô hít một hơi, chợt cảm thấy tâm thần thanh thản, vô cùng thoải mái, tiêu hao tinh thần cùng nguyên khí cũng là cấp tốc khôi phục. Rất tốt, có nhiều như vậy thánh tuyển chi thủy, về sau mặc kệ là tu luyện vẫn là chiến đấu, đều dễ dàng hơn. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía bể tình, liền thấy trước kia đứng im ngưng trệ bể tình, tại rót vào đại lượng thánh tuyển chi thủy về sau, cũng là dùng một cỗ cực kỳ thong thả, tốc độ cực kỳ chậm rãi, bắt đầu chậm rãi chảy xuôi. Mặc dù tốc độ chảy cực kỳ thong thả, nhưng dù sao cũng tốt hơn hoàn toàn đứng im bất động. Mà lúc này tinh diên, chỉ có một người ngâm tại yêu trong sông. Diệp Thần thân thể chấn động, hắn phát hiện lúc này tinh diên, khí tức đã không nữa suy yếu, trạng thái khôi phục 7-8 phần. Ban đầu, tinh diên bị chú tinh long thần đánh thành trọng thương, thậm chí kém chút chết rồi, chỉ còn lại có một đầu cuối cùng tuyến thời gian, là Diệp Thần dùng thần giáp mệnh tinh bảo vệ được nàng, nàng vốn là vô cùng hư nhược. Nhưng, tắm gội tại bể tình bên trong, đạt được bể tình năng lượng linh khí tẩm bổ, tinh diên trạng thái lại là cấp tốc khôi phục, liền đã từng ma diệt thời gian dài đường, cũng là khôi phục rất nhiều. Nhưng, nàng lại là mất hồn giống như, lẳng lặng ngâm tại yêu trong sông, cũng không nhúc nhích, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có cái kia thật dài lông mi đang rung động. Y phục của nàng không biết lúc nào đã không còn nữa, trên thân bọc lấy Diệp Thần thần giáp mệnh tinh hình thành hộ giáp, lộ ra phấn nộn trắng nõn vai. Cả người như dưới bóng đêm nở rộ đóa hoa màu trắng, lẳng lặng cô độc ngâm mình ở yêu trong sông. Thiên nếu có tình cầu bên trong thế giới, chính vào đêm tối, trăng tròn giữa trời, minh nguyệt ánh sáng nhu hòa rơi vào trong tròng mắt của nàng mặt, lại không cách nào che giấu cái kia phần thật sâu cô độc. Mái tóc dài của nàng, như dòng tán lơ lửng ở nước sông bên trên, cùng mờ mịt khói mù hỗn hợp thành một bức di thế độc lập tuyệt mỹ hình ảnh. Bể tình dòng nước ôn nhu bao trùm nàng. Lại giống như là tại ôm ấp lấy một cái thụ thương hài tử, lúc này tinh diên, không còn có trước đây bạo ngược cùng hung lệ, chỉ có điềm tĩnh, cô độc, ôn nhu, cô đơn, đau thương. Bể tình chung quanh, tĩnh mịch mà an tường, chỉ có bể tình lưu động tiếng cùng tinh diên hơi hơi tiếng hít thở đan vào một chỗ, ánh trăng vẩy trên mặt sông, chiếu sáng tinh diên khuôn mặt, Diệp Thần lúc này mới phát hiện, nàng thật sự là một cái vô cùng thanh thuần tuyệt mỹ thiếu nữ. Thế nào, nguyện ý cùng ta về nhà sao? Diệp Thần lăng hư đạp nước, tại bể tình bên trên chậm rãi hành tẩu, đi tới tinh diên trước mặt, thanh âm thăm thẳm mà hỏi. Hắn thấy tinh diên an tĩnh như thế bộ dáng, nghĩ thầm đạo tâm của nàng, khả năng đã bị tin phục, có lẽ có cơ hội mang nàng về nhà. Tinh diên ngước mắt nhìn xem Diệp Thần, không nói gì, trong con ngươi tràn đầy cô độc cùng cô đơn, thậm chí, nàng vành mắt đỏ lên, thế mà chảy nước mắt. Diệp Thần nhìn thấy nàng rơi lệ, cũng là 10 điểm ngoài ý muốn. Nhớ tới thiên nếu có tình cầu truyền thuyết cổ xưa. Lan Tâm Nhị từng nói qua, tắm gội bể tình, nhất định phải hai người cùng một chỗ tắm gội, nếu như chỉ có một người, vậy liền sẽ thấy vô biên cô độc, thậm chí có thể sẽ bị cô độc thôn phệ. Năm đó Lan Tâm Nhị, vốn là không có tâm, tại một mình tắm gội bể tình qua đi, nàng cảm nhận được vô biên cô độc, mới có một khỏa cô độc chi tâm, có cô độc linh hồn. Diệp Thần nhìn xem tinh diên yên lặng rơi lệ bộ dáng. Nghĩ thầm nàng đại khái khả năng cũng là sinh ra cô độc chi tâm, bằng không, nàng không có khả năng an tĩnh như vậy.
Dùng tính tình của nàng, nếu là đổi lại dĩ vãng, thấy Diệp Thần, vậy còn không đến bạo ngược điên cuồng hướng Diệp Thần ra tay. Nguyện ý trở về sao? Diệp Thần hỏi lại, tiếng nói cũng là trở nên ôn nhu một chút. Tinh Diên vẫn là không nói chuyện, chẳng qua là nhẹ nhàng lắc đầu, còn tại rơi lệ, một bộ 10 điểm ủy khuất bộ dáng. Diệp Thần cũng không biết nàng tại ủy khuất cái gì, tiếp theo sát, Tinh Diên lại ôm chặt lấy Diệp Thần chân, như cái cô độc bất lực tiểu nữ hài. Diệp Thần thở dài một tiếng, chính mình dứt khoát cũng không đứng mặt nước, thân thể cũng ngâm đến bể tình bên trong, nhìn thẳng Tinh Diên con mắt, lại đưa tay nhẹ nhàng đi lau đi gò má nàng bên trên nước mắt. Làm Diệp Thần tay cầm, chạm tới Tinh Diên gương mặt, Tinh Diên lại cùng điện giật giống như run rẩy một cái, kinh ngạc trừng to mắt, phảng phất là theo ảo mộng bên trong tỉnh táo, mắt trong mang theo cừu hận, phẫn nộ, lúng túng chờ rất nhiều vẻ mặt, nhìn chằm chằm Diệp Thần, hướng lui về phía sau mấy bước, quát. Luân hồi chi chủ, ngươi, ngươi dám loạn ta đạo tâm. Tinh Diên từng ngụm hít sâu lấy, gương mặt một mảnh đỏ bừng, chỉ cảm thấy mình nội tâm vô cùng hỗn loạn, thế mà quanh quẩn lấy vô biên cô độc cùng thê lương cảm giác, mặc dù nàng năm đó rời đi phụ mẫu, lẻ loi một mình mạo hiểm tiến vào Nam Châu Thiên, quỳ gối sát thiên điện ngàn thước dưới bậc thang bái sư thời điểm, cũng chưa từng có như vậy cô độc cùng thê lương. Nàng thấy đạo tâm của nàng, trước nay chưa có hỗn loạn, khủng hoảng, nhịp tim đến rất lợi hại, hô hấp khống chế không nổi ngổn ngang, tay chân như nhũn ra, gương mặt nóng lên, không biết là tư vị gì. Diệp Thần nhìn thấy Tinh Diên bỗng nhiên lại trở nên một bộ dữ dằn bộ dáng, cảm thấy chìm xuống, nói, là ta cứu được ngươi. Tinh Diên cúi đầu nhìn một chút bọc lấy chính mình kiều khu luân hồi thần giáp, gương mặt càng là đỏ bừng, lại nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, người đằng trước mau đưa ta giết chết, cuối cùng lại giả mù sa mưa cứu ta, người muốn ta khuất phục. Đó là tuyệt đối không thể nào. Tiếng nói vừa ra, Tinh Diên toàn thân nổ lên cuồn cuộn sát khí, cả người như ác quỷ, mãnh liệt hướng Diệp Thần đánh tới, trên da lại nổi lên hắc ám chú ấn phủ văn, khí tức trở nên vô cùng hung lệ. Soạt! Tinh Diên hai tay, dùng tốc độ cực nhanh, bóp lấy Diệp Thần cổ, nàng phát một tiếng gầm nhẹ, lộ ra hai cái nanh, liền hướng Diệp Thần cổ cắn tới. Tên điên! Diệp Thần cắn răng mắng to một tiếng, không nghĩ tới Tinh Diên như thế điên, hiện tại đơn giản liền là một đầu nổi điên cầu. May mắn, Diệp Thần cận thân thủ đoạn vô cùng cao minh, lập tức thi triển thiên cung xếp mai tay, trở tay chế trụ Tinh Diên thủ đoạn, kinh lực phun một cái, Tinh Diên hai tay lập tức bủn rùn, bóp lấy Diệp Thần cổ hai tay cũng là tùng rơi xuống. Diệp Thần lại vây quanh Tinh Diên đằng sau, tay trái bóp chặt eo ếch nàng, không cho nàng giãy giụa loạn động, tay phải gắt gao che miệng của nàng, không cho nàng cắn người. Ngô! Tinh Diên liều mạng giãy giụa, nhưng Diệp Thần cầm nã thủ pháp lợi hại. Nàng lại là không tránh thoát. Hai người thân thể, cứ như vậy dính sát đến cùng một chỗ, Diệp Thần bóp chặt eo ếch nàng, cùng nàng ra thịt kề sát, kỳ thật trong lòng cũng không có bất kỳ khác thường gì ý nghĩ, chỉ muốn dồn phục nàng thôi. Nhưng, hai người thân ở bể tình bên trong, thân mật như vậy tiếp xúc, lại là xúc động một chút bể tình đặc thù áo nghĩa. Nước sông hơi hơi nổi lên gợn sóng, từng sợi mờ mịt khói mù không ngừng nhộn nhạo lên. Trong không khí tràn ngập một cỗ ngọt ngào, ấm áp, lại khiến người ta xốp giòn say say bầu không khí, trên trời ánh trăng sáng xuyên thấu qua sương mù, chiếu trên mặt sông, càng là lộ ra một cỗ như mộng ảo mê say. Ban đầu tại kịch liệt giãy giụa Tinh Diên, dần dần, cũng không vùng vẫy, hung lệ ánh mắt trở nên ngốc trệ, căng cứng thân thể lỏng lẻo xuống dưới, trở nên mềm nhũn. Diệp Thần cũng có chút ngây dại, hắn thấy trong nước sông, trừ hắn cùng Tinh Diên hình chiếu bên ngoài. Còn có đạo thứ ba cái bóng. Cái kia lại là thiên tổ vị kia hồng nhan, thiên nếu có tình cầu chủ nhân, phong tình tuyết thân ảnh. Phong tình tuyết thân ảnh, di thế độc lập, giống như là một cái đồ đằng, khác ở Diệp Thần cùng Tinh Diên hình chiếu đằng sau, hiện ra chắp tay trước ngực, hai mắt khép kín chúc phúc tư cách, phảng phất tại vì hai người cầu nguyện mong ước. Diệp Thần khi nhìn đến phong tình tuyết thân ảnh về sau, liền phảng phất thấy được thế gian vĩ đại nhất thần tình yêu. Nội tâm tất cả đề phòng cùng khẩn trương, toàn bộ hóa thành nhu tình. Hắn ánh mắt lộ ra một vệt mê say, ban đầu siết chặt lấy, giữ lấy Tinh Diên thân eo tay, phảng phất ma xui quỷ khiến, đi lên di chuyển mà đi. Hắn che Tinh Diên miệng tay, cũng buông lỏng ra, Tinh Diên thở dốc một thoáng, đôi mắt như mang thu thủy, quay đầu nhìn xem hắn, hắn nhịn không được lại ngăn chặn miệng của nàng, nhưng lần này không phải lấy tay, mà là dùng miệng của mình.
Ở sau đó ba canh giờ bên trong, Diệp Thần phảng phất tại nằm mơ, long phượng điên đảo, ý loạn tình mê, cả người như tại yên thủy sương mù trong đám mây, hắn thấy trong ngực ôm thân thể, tinh diên thân thể, nóng rực đến như than lửa, nhưng cũng mềm mại không xương, băng cơ ngọc phu, từ mát lạnh không mồ hôi. Tinh diên cũng mê say, nàng thấy bể tình nước, đã băng lãnh tận xương, vừa nóng liệt như lửa, tại băng hỏa lưỡng trọng thiên sen lẫn bên trong, nàng hận không thể đem chính mình chỉnh phó thân thể, đều dung nhập Diệp Thần trong ngực. Từ nơi sâu xa, hai người đều nhìn thấy thiên nếu có tình cầu sau lưng chủ nhân, phong tình tuyết chân chính xưng hào, hắn xưng là, đại ái thần. Thế gian hết thảy vĩ đại chi ái đầu nguồn, là 72 trụ thần một trong. Tại đại ái thần chúc phúc dưới, Diệp Thần cùng tinh diên, theo đối địch trạng thái, rơi vào bể tình, hai người chìm đến bể tình phía dưới đi, nhưng lẫn nhau thân thể không từng có một lát tách rời, bể tình bên trên không biết từ nơi nào truyền đến phiếu miểu tiếng ca. Như tơ như sợi, như khóc như tố. Tại một đêm qua đi, tại bên ngoài sắc trời tảng sáng thời điểm, tinh diên cùng Diệp Thần mở mắt, hai người thân thể đang không mảnh vải che thân quấn ở cùng một chỗ, chung quanh bể tình nước sông tại chậm rãi chảy xuôi, tốc độ chảy so trước đây lại nhanh hơn một chút, tựa hồ là giữa hai người yêu thương, thúc giục bể tình lưu động. Nhưng khi giờ khắc này, hai người theo triền miên mộng ảo bên trong sau khi tỉnh lại, hết thảy yêu thương đều không tồn tại. Tinh diên hai con ngươi tràn ngập chấn kinh, phẫn nộ, không thể tin, oán hận các loại cảm xúc, nhìn một chút cánh tay mình, cánh tay nàng bên trên vốn là có một khỏa thủ cung xa, nhưng lúc này cổ tay trắng như xương tuyết, cái kia thủ cung xa cũng đã không còn tồn tại. Luân hồi chi chủ, ngươi đoạt ta trong sạch. Tinh diên chấn nộ run rẩy, một trưởng liền hướng Diệp Thần vỗ tới. Uy, là chính ngươi chủ động tiếp qua tới tốt lắm không? Diệp Thần khẽ cắn môi. Biết tinh diên lại muốn nổi điên, vội vàng né tránh nàng một trường, hướng bể tình xông lên đi. Soạt, Diệp Thần đầu tại bể tình bên trên xông ra, tiếp theo sát, tinh diên cũng truy giết đi lên, huy trưởng hướng hắn mặt vỗ tới. Thần giáp mệnh tinh, trói buộc. Diệp Thần vô ý cùng nàng đánh nhau, lập tức điều động thần giáp mệnh tinh năng lượng, một luồng kim quang đâm nghiêng bên trong bay ra, bao phủ lại thân thể mềm mại của nàng, lập tức hóa thành một bộ thần giáp. Đưa nàng cả người một mực bao lấy. Tinh diên lọt vào thần giáp khốn bộ, lập tức thấy toàn thân không thể động đậy, khí thế đều bị phong tỏa. Nguyên lai Diệp Thần tối hôm qua cùng nàng có tiếp xúc da thịt về sau, đối nàng cấu tạo thân thể, khí tức lưu chuyển, pháp tắc trật tự biến hóa, đã rõ như lòng bàn tay, cho nên vừa ra tay, liền lợi dụng thần giáp mệnh tinh lực lượng, cầm cố lại nàng toàn thân khí thế, để cho nàng vô pháp động đậy. Thả ta ra. Tinh diên nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ, lại như cá chậu chim lồng, thân thể bị thần giáp khóa lại, cũng đã không thể động đậy. Ngươi liền ngoan ngoãn ở chỗ này lấy đi, chờ ta giải quyết chuyện bên ngoài, ta liền mang ngươi về nhà. Diệp Thần thả người theo bể tình bên trong nhảy ra đến, mặc quần áo vào, liền chuẩn bị ra ngoài. Tinh diên đầy mắt ủy khuất, rơi lệ, đột nhiên ngửa mặt lên trời lớn tiếng kêu lên, sư phụ. Sư phụ. Trong tiếng kêu tràn ngập bi thương oán nộ chi ý. Diệp Thần bị nàng này hai tiếng sư phụ, chấn động đến đầu ong ong, lập tức liền thấy không đúng. Mặc dù thân ở thiên nếu có tình cầu trong thế giới, Diệp Thần cũng là vô cùng rõ ràng cảm nhận được, tại tinh diên tiếng kêu hạ xuống, bên ngoài thật giống như trời sập, oanh long long lôi minh khuấy động. Chỉ thấy toàn bộ Nam Châu Thiên, ban đầu vừa mới sắp hừng đông thế giới, bầu trời ánh dạng đông bỗng nhiên trở nên đen xuống, kinh lôi nổ tung. Sát khí gào thét, thiên địa càn khôn ở giữa, âm phong thảm thảm, lăng không toát ra ngàn vạn đầu ma thần, tại quỳ lạy nhấc tay thành kính ngâm sướng, phảng phất tại nghênh đón cái gì vĩ đại tồn tại buông xuống. Nam Châu Thiên Tam đại thế lực một trong, sát thiên điện chỗ sơn môn, giờ phút này liền là gió lốc cùng sát khí vòng xoáy hạch tâm, tại sát thiên điện sơn môn trên đỉnh bầu trời, vô số khói đen cùng âm sát không ngừng xoay tròn lấy, rung động ầm ầm, toàn bộ sát thiên điện đều đang run rẩy. Điện chủ muốn xuất quan. Tinh diên thánh nữ kêu gọi, điện chủ muốn xuất quan. Quá tốt rồi, điện chủ xuất quan, cái kia tinh diên thánh nữ liền được cứu rồi. Còn có đấu chiến thần muốn cử hành chu thiên đại hội, thật sự là hung hăng càn quấy a. Điện chủ đến áp chế hắn nhuệ khí. Rất nhiều sát thiên điện các đệ tử, thấy giữa thiên địa dị tượng, dồn dập hưng phấn hô kêu lên. Chỉ thấy bầu trời cuồn cuộn gió lốc cùng vòng xoáy bên trong. Một đạo vĩ ngạn thân ảnh, đạp phá hư không xuất hiện,
đó là một cái gánh vác lấy to lớn kiếm nam tử khôi ngô, thân hình cao lớn mà uy mãnh, phảng phất tòa thứ nhất mỏm núi tại hành tẩu, khuôn mặt kiên nghị mà lạnh lùng, một đôi thâm thúy trong mắt lập lòe ánh sáng sắc bén, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy hư ảo. Hắn tóc đen xóa, tại trong gió lớn khiêu vũ, mỗi một sợi tóc đều tràn đầy lực lượng cùng cuồng dã, áo bào trong gió tung bay, ào ào rung động. Sự xuất hiện của hắn, phảng phất mang đến một cỗ mãnh liệt uy áp, khiến cho chung quanh khí tức đều trở nên ngưng trọng lên. Quanh người hắn tản ra khí thế cường đại, phảng phất muốn phá khai thiên địa ở giữa hết thảy trói buộc, nhưng toàn bộ sinh linh cũng vì đó chấn động. Hắn, chính là sát thiên điện chân chính điện chủ, đã từng Nam Châu Thiên chỉ một chúa tể, danh xưng thiên hạ đệ nhất sát thiên nam tu. Theo ta đi một chuyến thiên tổ các. Thiên nam tu phát ra trầm trọng thanh âm thê lương, bước chân hướng phía trước đạp đi, hư không phá toái, thiên địa chấn động. Sát thiên điện mọi người ngẩn ngơ, chỉ có một ít cao tầng cường giả, dám bay lên thân hình, đi theo thiên nam tu, đi tới thiên tổ các. Thiên tổ các tất cả mọi người, cũng là thấy thiên nam tu tới gần, toàn trường chấn động. Diệp thần tại thiên nếu có tình cầu trong thế giới, cũng là cảm giác đi ra bên ngoài khí tượng kinh biến, sát khí gào thét, hắn nhìn một chút tinh diên, đã thấy tinh diên ánh mắt lạnh lùng bên trong lộ ra oán hận, trầm mặc không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Không tốt, mộ chủ, thiên nam tu muốn tới. Luân hồi mộ địa bên trong, liền chú tinh long thần cũng cảm nhận được bên ngoài khí tượng kinh biến, hắn bắt được một cỗ khí tức quen thuộc, đó là ngày xưa thiên hạ đệ nhất sát, thiên nam tu khí tức. Diệp thần sắc mặt trầm xuống, nghĩ muốn đi ra ngoài cùng thiên tổ các cường giả thương nghị đối sách, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, chỉ nghe oanh long long một hồi vang, thiên nếu có tình cầu thế giới bầu trời vỡ tan, mười mấy bóng người bay xuống. Một người cầm đầu, là cái mang trọng kiếm khôi ngô nam tử trung niên, tóc đen đầy đầu khiêu vũ, toàn thân sát khí lao nhanh, chính là thiên nam tu. Sau lưng thiên nam tu, là sát thiên điện đại diện điện chủ Hắc Ma lão tổ, còn có một số cao tầng trưởng lão, tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn chăm chú Diệp thần. Diệp thần một hồi chấn động, hắn cùng tinh diên tại thiên nếu có tình cầu trong thế giới, tương đương với đặt mình vào tại một cái độc lập bên trong tiểu thế giới, nhưng thiên nam tu thế mà còn có thể đạp phá hư không, trực tiếp nghiền ép hàng lâm xuống. Này phá toái hư không, ép bạo thế giới bản sự, coi như là bình thường đỉnh cấp thiên đế, đều không thể nào làm được. Thiên nam tu thực lực, khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ. Sư phụ, tinh diên thấy thiên nam tu tới, lập tức nửa mừng nửa lo, kêu một tiếng. Thiên nam tu nhìn tinh diên liếc mắt, lại nhìn một chút Diệp thần, da mặt run động đậy, đã đại khái nhìn thấy thiên cơ, biết đầu đuôi sự tình, hắn nói ra, luân hồi chi chủ, người điếm ô ta nhà tinh diên trong sạch. Diệp thần sầm mặt lại, hướng thiên nam tu chắp tay, nói tiền bối, việc này, không thể trách ta. Hắn mong muốn biện bạch, nhưng thiên nam tu đưa tay đã ngừng lại hắn, nói, ngươi không cần nói, ngươi cướp đi đồ nhi ta trong sạch, ngươi nhất định phải trả giá đắt. Ngươi là luân hồi chi chủ, là thiên tổ người đại diện, ta trực tiếp giết ngươi, nhân quả quá lớn, ân, ta liền phạt ngươi, đến trong địa ngục, trầm luân biển lửa 10 vạn năm sau, ta sẽ thả ngươi ra tới. Thiên nam tu tay cầm vừa nắm, phía sau của hắn, sát khí cuồn cuộn, triển khai một bức địa ngục cuộn tranh. Tại cái kia trong địa ngục, có nóng rực biển lửa bùng cháy, vô số oan hồn ác quỷ tại trong biển lửa gào thét khóc thét, hết sức thống khổ. Diệp thần nội tâm run lên, chỉ cảm thấy này mảnh biển lửa, thế mà so với thiên hỏa mệnh tinh, chu tước mảnh vỡ, còn muốn nóng rực hung mãnh. Đây là tòng ma ngục mệnh tinh bên trong, huyễn hóa ra tới biển lửa, xưng là ma ngục hỏa biển. Luân hồi thất tinh, một khỏa so một khỏa hung mãnh. Ma ngục mệnh tinh là thứ 6 ngôi sao, uy lực của nó so với trước 5 ngôi sao thần, cộng lại đều lợi hại hơn. Giống Diệp thần trước mắt có liệt nhật mệnh tinh, thiên hỏa mệnh tinh, trên thực tế chỉ tương đương với ma ngục mệnh tinh một cái góc, tại ma ngục mệnh tinh hiển hóa trong địa ngục, có liệt nhật địa ngục, thiên hỏa địa ngục tồn tại, còn có chút càng địa ngục kinh khủng. Tỷ như Diệp thần trước mắt thấy ma ngục hỏa biển, liền so liệt nhật mệnh tinh cùng thiên hỏa mệnh tinh, đều lợi hại hơn nóng rực được nhiều. Diệp thần không khỏi hít sâu một hơi, thật sâu thấy ma ngục mệnh tinh mạnh mẽ, thật là không thể tưởng tượng nổi khủng bố. Ma ngục mệnh tinh tại trên tay ngươi. Diệp thần nhìn chằm chằm thiên nam tu, hỏi. Thiên nam tu lắc đầu, nói không, ma ngục mệnh tinh, tại trong cơ thể ngươi, luân hồi chi chủ, chẳng qua là còn không có thắp sáng thôi.
Ta từng là luân hồi địa ngục thủ ngục người, cái gọi là luân hồi địa ngục, liền là thiên tổ dùng ma ngục mệnh tinh một luồng sát khí, chế tạo ra địa ngục. Chân chính ma ngục mệnh tinh, so với đằng sau ta địa ngục cuộn tranh, lợi hại hơn gấp trăm lần. Ta nắm trong tay, chẳng qua là một phần nhỏ không có ý nghĩa lực lượng. Thiên Nam Tu sau lưng địa ngục cuộn tranh, liệt hỏa đang thiêu đốt, gào thét rung động, xem ngọn lửa kia nóng rực trình độ, chỉ sợ đủ để thiêu chết đỉnh cấp thiên đế. Nhưng như vậy địa ngục kinh khủng, năng lượng chỉ tương đương với ma ngục mệnh tinh chân chính lực lượng 1%. Vậy chân chính, hoàn toàn ma ngục mệnh tinh, uy lực quả thực là không thể tưởng tượng. Ngươi muốn đem ta nhốt vào này mảnh trong địa ngục. Diệp Thần nhìn xem Thiên Nam Tu sau lưng cháy hừng hực địa ngục hỏa hải, hỏi. Thiên Nam Tu gật gật đầu, nói, đúng thế. Hắn mặt ra ngoài mặc dù cuồng dã, sát khí sôi trào, nhưng thái độ đối với Diệp Thần, cũng là có chút khách khí, luân hồi chi chủ, người điếm ô đổ nhi ta trong sạch, ta muốn ngươi trầm luân biển lửa 10 vạn năm chuộc tội, không tính quá phận a. Ngươi yên tâm, 3 ngày sau đấu chiến thần cử hành Chu Thiên Đại Hội, ta sẽ thay ngươi xử lý. Ha ha, năm đó ta thua ở đấu chiến thần thủ hạ, hôm nay cũng nên báo thù. Trong mắt của hắn lướt qua một tia phong mang, hắn cũng không muốn sát Diệp Thần, hắn chân chính muốn giết người, là đấu chiến thần. Diệp Thần lắc đầu bật cười, nói chuộc tội 10 vạn năm. Nếu như ta nói, không, đâu. Thiên Nam Tu nói, người dám nói không, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là chém đứt tay người tay chân chân, cưỡng ép đưa người nhét vào trong địa ngục. Nói xong, Thiên Nam Tu trong mắt lộ hết tài năng, chậm rãi rút ra sau lưng mang trọng kiếm, gấp nắm trong tay, tóc đen đầy đầu khiêu vũ, cánh tay bắp thịt cuồn cuộn nổ tung, uy mãnh như sử thi trong thần thoại nhảy ra tuyệt thế sát thần. Mộ chủ cẩn thận. Luân hồi mộ địa bên trong, chú tinh long thần đại chấn, lập tức liền hiển hóa ra thân hình, to lớn nguy nga cơ giới chi thân, lập lòe kim loại sáng bóng, tay cầm lấy một thanh kiếm quang, xa xa cùng Thiên Nam Tu rằng co lấy. Thiên Nam Tu tầm mắt phát lạnh, nói ra, luân hồi chi chủ, người thật muốn cùng ta đối kháng. Diệp Thần không nói gì, vẻ mặt trước nay chưa có ngưng trọng, tế ra một chén nhỏ thanh đăng, chính là thần lôi thanh đăng, toàn thân khí lưu cuồn cuộn, chậm rãi tại sau lưng hiển hóa ra luân hồi chi bàn hư ảnh, mà bể tình bên trong, thánh tuyển chi thủy năng lượng, cũng bị Diệp Thần điều động, từng sợi linh khí điên cuồng chú vào luân hồi chi bàn bên trong, tựa như là nhiên liệu. Đại lượng nhiên liệu quán chú, làm cho toàn bộ luân hồi chi bàn, đều phát ra kinh khủng răng rắc tiếng vang, theo hư ảnh trạng thái, ngưng kết thành chân thực, sát khí thần quang sáng chói lan tràn. Thiên Nam Tu lông mày nhướn lên, nói, xem ra, ngươi là thật muốn được ta chặt đứt tay chân. Ngươi luân hồi mộ táng công, trừ phi luyện đến tầng thứ 3, bằng không có khả năng chấn áp ta. Đến mức chú tinh long thần, đầu này con lươn nhỏ, năm đó ta cùng đấu chiến thần. Thiên đấu sát thần chuyện trò vui vẻ thời điểm, hắn liên tác bồi tư cách đều không có. Còn muốn cùng ta đối kháng. Oanh! Thiên Nam Tu bỗng nhiên ra tay, thân thể bạo động, dường như sấm sét bạo sát tới, trong tay trọng kiếm hung hăng hướng về Diệp Thần bổ tới. Thiên băng tinh ngục cầu, cho ta ngăn trở. Chú tinh long thần gào thét, lập tức động thân bảo hộ ở Diệp Thần trước mặt, tế ra sự vĩ đại của mình kỳ quan, một màn băng thiên chìm tinh địa ngục cuộn tranh bày ra. Xoẹt. Nhưng, Thiên Nam Tu quá hung mãnh, chỉ nhất kiếm, thanh thế kinh lôi, liền bổ ra chú tinh long thần thiên băng tinh ngục cầu. Cho dù là vĩ đại kỳ quan, cũng đỡ không nổi Thiên Nam Tu kiếm. 2 tháng 12 năm 2023 tác giả, Phong Hội cười. Thiên băng tinh ngục cầu bị phá, cuồn cuộn thần quang nổ tung trùng thiên, xé rách hư không, thiên nếu có tình cầu thế giới vách ngăn, bị cỗ này nổ tung thần quang, còn có Thiên Nam Tu kiếm đạo sát ý. Trực tiếp cho đánh cho đập tan. Thế giới vách ngăn không còn, toàn bộ thiên nếu có tình cầu thế giới, liền triệt để bại lộ tại bên ngoài trước mặt. Diệp Thần cũng xem đến bên ngoài tình cảnh, ban đầu hắn là cùng Lan Tâm Nhị, Lăng Thanh Trúc hai mẹ con, ở tại trong một cái phòng, nhưng bây giờ gian phòng này, liên đới lấy chung quanh rất nhiều kiến trúc, đã toàn bộ nổ nát. Thiên Nam Tu mạnh mẽ sát khí, còn có thiên băng tinh ngục cầu nổ tung bùng nổ sóng khí, đem Diệp Thần, Lan Tâm Nhị, Lăng Thanh Trúc chỗ thiên tổ phong, triệt để phá hủy đi, cả ngọn núi là dùng kim loại cơ giới chế tạo thành, giờ phút này bị phá hủy, vô số kim loại khối vụn cùng bánh răng thao thiên bay lượn, hỗn hợp có thiên tổ các đệ tử tàn toái máu thịt, tràng diện 10 điểm hùng vĩ. Toàn bộ thiên tổ phong,
cũng chỉ có kinh hồng bức tường chỗ sơn cốc, không có bị phá hủy. Kinh thiên chiến đấu biến động, kinh động đến thiên tổ các tất cả mọi người, Lăng Thanh Trúc, Lan Tâm Nhị hai mẹ con, còn có Lăng Ảnh, La Ưng Phi, Thái Giáp Thần Quân các loại phái cường giả, dồn dập đến đây vây xem, làm thấy thiên nam tu vĩ ngạn như sát thần thân ảnh, tất cả mọi người rung động. Bọn hắn nghĩ muốn tới gần, nhưng thiên nam tu tầm mắt quét nhìn toàn trường, quát, ai dám tới gần. Mọi người nhất thời câm như hến, bị thiên nam tu khí tức chấn nhiếp, không dám nhúc nhích. Chú Tinh Long thần ánh mắt chìm xuống, thiên nam tu mạnh mẽ, vượt qua tưởng tượng của hắn, thiên băng tinh ngục cầu đột nhiên bị phá đi, cũng là hắn không ngờ tới, hắn lập tức nhận cực lớn cắn trả, linh hồn một hồi như tê liệt đau đớn. Nhưng hắn không có lùi bước. Vẫn là gắt gao thủ hộ tại Diệp Thần trước mặt, liền chuẩn bị cùng thiên nam tu liều mạng. Nhưng mà, thiên nam tu thế như lôi đình, trọng kiếm hoành quét tới, phịch một tiếng, liền đem chú tinh long thần khổng lồ cơ giới thân thể, trực tiếp đập bay ra ngoài, oanh một thoáng đụng vào kinh hồng chiếu trong vách, đem cái kia vách núi đều đâm đến băng liệt. Chú tinh long thần rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy linh hồn một hồi ong ong đau nhức, thiên nam tu một kích này vô cùng trầm trọng, bất quá nhưng cũng là hạ thủ lưu tình. Một kiếm kia chẳng qua là đập ngang tới, cũng không là chặt chém chém giết, bằng không, hắn linh hồn, chỉ sợ đều muốn bị thiên nam tu bổ ra. Tiền bối. Diệp Thần kinh hãi, không nghĩ tới thiên nam tu lại lợi hại đến nước này, chú tinh long thần ngăn không được hắn nhất kích. Luân hồi chi chủ, người cứng rắn muốn cùng ta đối kháng, ta không thể làm gì khác hơn là chặt đứt tay ngươi tay chân chân, lại đem ngươi nhét vào trong địa ngục. Thiên nam tu nhìn chằm chằm Diệp Thần. Sau lưng địa ngục cuộn tranh, cuồn cuộn liệt hỏa đang thiêu đốt, hắn liền huy kiếm mãnh liệt hướng Diệp Thần bả vai bổ tới. Diệp Thần lập tức kinh dị, đang muốn thôi động thần lôi thanh đăng, nhưng bỗng nhiên, một đạo thân ảnh theo đâm nghiêng bên trong lao ra, ngăn tại trước mặt hắn. Lại là Tinh Diên. Tinh Diên trên thân thể mềm mại, đang phủ lấy Diệp Thần thần giáp, ban đầu nàng không cách nào động đậy, nhưng tại thời khắc này, không biết là cái gì lực lượng, thế mà để cho nàng chuyển động tới. Mà lại nàng còn hung hãn không sợ chết, lại vọt tới Diệp Thần trước mặt, vì hắn đỡ kiếm. Tại thiên nam tu hung mãnh sát ý, nguy nga nặng dưới thân kiếm, Tinh Diên thân thể tựa như đóa hoa mềm mại yếu ớt, phảng phất yếu đuối, nhưng nàng ánh mắt lại vô cùng kiên định, cắn chặt ánh mắt, nhìn xem cái kia trực bổ xuống trọng kiếm, không có chút nào e ngại. Thiên nam tu hoảng hốt, trăm triệu không nghĩ tới, Tinh Diên thế mà sẽ thay Diệp Thần đỡ kiếm, hắn một kiếm này lôi đình vạn quân. Đã là thu lại không được, răng rắc một tiếng, liền hung hăng bổ vào Tinh Diên trên vai trái. To lớn hung mãnh kiếm thế, nhưng Tinh Diên đầu gối trực tiếp liền quỳ ngã xuống, mũi kiếm thật sâu chém vào bả vai nàng bên trong, xương cốt vỡ tan thanh âm nhường người nghe động dung, nếu như không phải có luân hồi thần giáp bảo hộ, một kiếm này đã đủ để đưa nàng bổ ra hai nửa. Thiên nam tu choáng váng, mờ mịt rút về trọng kiếm, máu tươi liền theo Tinh Diên bả vai vết thương phun tới. Cái kia vết thương còn phụ thêm lấy cuồn cuộn sát khí. Thiên nam tu một kiếm này, không là thuần túy binh khí tổn thương, còn có các loại địa ngục âm sát, hắc hoàng đế ma khí ăn mòn, cỗ này ăn mòn là liền đỉnh cấp thiên đế cũng đỡ không nổi. Tinh Diên ăn mặc luân hồi thần giáp, cũng là không đến mức lập tức bỏ mình, nhưng thiên nam tu mạnh mẽ kiếm thế, kinh khủng kiếm đạo sát khí trùng kích, đã để nàng lâm vào trọng thương ngã gục trạng thái. Tinh Diên, ngươi! Thiên nam tu thân thể phát run, hắn nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng là Tinh Diên kêu gọi hắn đến đây, muốn ra mặt cho nàng trấn áp Diệp Thần, nhưng tối hậu quan đầu, khi hắn kiếm hướng Diệp Thần chém tới thời điểm, nàng lại muốn động thân ra tới đỡ kiếm. Tinh Diên khóe miệng kéo ra một vệt cười khổ, nàng cũng không biết vì cái gì, nàng gian nan quay đầu nhìn Diệp Thần, trong mắt trực tiếp liền chảy nước mắt, sau đó như một đóa bị phá hủy hoa, kiều khu mềm ngã trên mặt đất. Diệp Thần cực kỳ chấn động, suốt hắn cũng không nghĩ tới, Tinh Diên thế mà sẽ thay hắn đỡ kiếm. Thiên nam tu thấy Tinh Diên ngã xuống, triệt để nổi giận, trong mắt lộ ra lớn lao phẫn nộ, hướng về phía Diệp Thần quát, luân hồi chi chủ, là ngươi hại chết đồ nhi ta. Hắn biết mình vừa mới một kiếm kia, đến cỡ nào trầm trọng hung mãnh, kiếm khí bên trong lại ẩn chứa thao thiên sát khí, Tinh Diên đã là không cứu nổi, coi như để cho nàng tắm gội bể tình. Tắm gội thánh tuyển chi thủy, cũng không có cách nào cứu chữa trở về. Bi phẫn phía dưới, thiên nam tu cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo, trong tay trọng kiếm mang theo kinh thiên uy thế, bổ về phía Diệp Thần đầu. Diệp Thần trên đỉnh đầu luân hồi chi bàn, thế mà ngăn không được thiên nam tu kiếm thế,
tại cái kia thao thiên bá đạo kiếm thế phía dưới, thế mà trong nháy mắt hỏng mất. Phải biết, Diệp Thần luân hồi mộ táng công, có thể là luyện đến táng thiên chi cảnh, thế mà còn ngăn không được thiên nam tu. Thiên nam tu thực lực, khủng bố cỡ nào, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần đại chấn, vội vàng nghiêng người né tránh thiên nam tu nhất kiếm, tư thái rất có điểm chật vật, mặc dù đã tế ra thần lôi thanh đăng, nhưng xem thiên nam tu như thế dáng vẻ hung mãnh, hắn coi như thôi động thần lôi thanh đăng, chỉ sợ cũng vô pháp giết hắn, nhiều nhất khiến cho hắn chịu bị thương, nhưng chính hắn là phải bị chém chết. Nhanh hiến tế thiên tổ lệnh, triệu hoán thiên tổ ý chí buông xuống. Trong lúc nguy cấp, Lan Tâm Nhị đứng dậy, hướng về phía Diệp Thần quát. Thiên tổ lệnh. Diệp Thần sững sờ, trong lúc trước mắt, cũng không kịp nghĩ nhiều, liền tế ra thiên tổ lệnh, cũng trực tiếp hiến tế đi, trong lòng gào thét kêu gọi thiên tổ, buông xuống đi. Ông, thiên tổ lệnh tại Diệp Thần trong tay nứt ra, sau đó bại vỡ, bắn ra thao thiên thuần trắng hào quang, này thuần trắng hào quang bên trong, lại ẩn chứa ngàn sắc vạn tượng ảo diệu biến hóa, thậm chí hào quang như thực chất, lại ngăn trở thiên nam tu bạo xông lên thân thể. Thiên nam tu đụng phải hào quang phía trên, thật giống như đụng phải một bức vách tường, bước chân lảo đảo lui lại. Soạt, bạch quang trùng thiên, ở chân trời mơ hồ hóa ra một đạo thân ảnh già nua, thân mặc trường bào, đầu đội mũ trùm, che phủ lên gương mặt, thấy không rõ tướng mạo, chỉ có thể nhìn thấy hắn cằm cùng râu bạc. Tại cái kia thân ảnh già nua sau lưng, là một cái to lớn luân hồi chi bàn, lộ ra đủ để mai táng vận mệnh khí tức khủng bố. Đạo thân ảnh này xuất hiện, lập tức làm cho toàn bộ thiên tổ các đều rung động, vô số người phát ra tiếng thốt kinh ngạc. Thiên tổ, là thiên tổ buông xuống, thiên tổ lão nhân ra ông ta trở về rồi sao? Trên bầu trời đạo thân ảnh kia, chính là thiên tổ thân ảnh. Mặc dù, đây không phải thiên tổ bản thể, thậm chí liền phân thân cũng không tính, chẳng qua là một luồng ý chí biến ảo hư ảnh. Nhưng cho dù là hư ảnh, trong đó chỗ tản ra lớn khí thế khủng bố, cũng là kinh thiên động địa, càn quét càn khôn, vừa mới vô cùng hung mãnh thiên nam tu, tại thiên tổ thân ảnh trước mặt, lập tức liền lộ ra nhỏ yếu. Thiên nam tu ngẩn ngơ, ngước nhìn bầu trời, không thể tin được thiên tổ sẽ buông xuống. Thiên tổ các bên trong tất cả mọi người, mang theo kinh hãi kinh ngạc tâm tình, dồn dập quỳ ngã xuống. Diệp Thần thấy thiên nam tu không quỳ, liền quát thiên nam tu, thiên tổ buông xuống, ngươi còn không quỳ. Thiên nam tu một hồi lúng túng, bịch một thoáng liền quỳ xuống. Bên trên bầu trời, thiên tổ thân ảnh lặng im, hắn mang theo mũ trùm, ai cũng nhìn không rõ tướng mạo của hắn cùng biểu lộ, chỉ thấy trên người hắn thuần trắng hào quang, càng ngày càng nóng rực, càng ngày càng rực rỡ, bao phủ toàn bộ thiên tổ các, tất cả mọi người thấy hai mắt hoa mắt, dần dần cái gì đều không thấy được. Diệp Thần ánh mắt, cũng là bị bạch quang lấp đầy, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, thậm chí liền giác quan của mình, đều bị cái kia bạch quang đã cách trở, không cảm giác được bên ngoài bất luận cái gì, cả người phảng phất ngăn cách, chỉ còn lại có trước mắt vô biên vô tận thuần trắng hào quang. Mặc dù cùng bên ngoài ngăn cách, cái gì đều không cảm giác được, nhưng kỳ quái là, Diệp Thần cũng không cảm thấy khủng hoảng, trong lòng ngược lại có một cỗ cảm giác yên lặng. Dần dần, tại vô biên vô tận bạch quang bên trong, Diệp Thần thấy được một cái trường bào lão giả, chậm rãi đi tới. Lão giả kia mang theo mũ trùm, thấy không rõ tướng mạo của hắn, nhưng sau lưng lơ lửng một đạo luân hồi chi bàn, khí tức vô cùng xâm nghiêm, chính là thiên tổ. Thiên tổ, là ngươi sao? Diệp Thần kinh hãi. Là ta, người tốt, luân hồi chi chủ. Thiên tổ chậm rãi mở miệng, thanh âm thê lương lại hết sức có lễ phép, lại hướng Diệp Thần vấn an. Diệp Thần vội vàng nói, ta không phải luân hồi chi chủ, người mới thật sự là luân hồi chi chủ. Thiên tổ lắc đầu, nói ta không phải, ta cũng không muốn làm luân hồi chi chủ, thân khốn luân hồi mà bất tử, vĩnh sinh là thế gian này tàn khốc nhất tra tấn. Rất xin lỗi, ta không muốn mang luân hồi thống khổ, cho nên chỉ định một người thay mặt, người đại lý kia liền là ngươi, ngươi sẽ thay thế ta, tiếp nhận hết thảy thống khổ. Mà ta nha, biến thành ánh sáng đã không thể nào. Ta chỉ muốn chết, chỉ có tử vong mới là vĩnh hằng an ninh, muốn chết không được thống khổ, ngươi là sẽ không hiểu. Diệp Thần mờ mịt, lại là chấn động, hắn không nghĩ tới chính mình hôm nay có thể nhìn thấy thiên tổ, càng không có nghĩ tới thiên tổ sẽ hướng hắn cởi trần tiếng lòng. Thiên tổ nói tiếp, tâm ta có quải niệm, là không chết được, ta còn treo nhớ kỹ ta vị kia hồng nhan chi kỷ, cảm ơn ngươi thay ngươi tìm được chút manh mối.
Nguyên lai, nàng gọi Phong Tình Tuyết a. Ta nhớ ra rồi, nàng đích xác liền gọi Phong Tình Tuyết, cũng là 72 trụ thần một trong, gọi Đại Ái Thần, ta còn từng chiếu vào dáng dấp của nàng, chế tạo ra một đúng với máy móc khôi lỗi, lấy tên gọi Lan Tâm Nhị, ta đều quên, ai? Thiên nếu có tình cầu, là nàng chế tạo kỳ quan, nàng còn muốn gọi ta cùng với nàng cùng một chỗ tắm gội bể tình, nhưng ta cự tuyệt nàng. Diệp Thần chấn động, nói, vì sao? Nên. Thiên Tổ nói, bởi vì ta chỉ xem nàng như thành hồng nhan chi kỷ nha. Ân, liền là xem nàng như thành chi kỷ hảo hữu, nhiều nhất là thân muội tử, ta chỉ muốn cùng nàng luận đạo, nghiên cứu thảo luận biến thành ánh sáng biện pháp, nhưng nàng lại muốn cùng ta tắm gội bể tình, đó là trăm triệu không được, ta không thể chịu tơ tình ràng buộc, bằng không một thân tu vi liền muốn hủy. Diệp Thần kinh hãi, hắn nguyên bản còn tưởng rằng, Thiên Tổ là đem Phong Tình Tuyết xem như tình nhân. Không nghĩ tới chỉ là thuần túy bằng hữu quan hệ, thuần túy liền là hồng nhan chi kỷ, cũng không phải là người yêu. Thiên Tổ cùng Phong Tình Tuyết kết giao, hoàn toàn là nghĩ luận đạo thôi, cũng không muốn tiêm nhiễm tơ tình. Nguyên lai, ngươi chẳng qua là xem nàng như thành bằng hữu bình thường sao? Diệp Thần nói. Thiên Tổ nói, không phải bằng hữu bình thường, là bằng hữu tốt nhất chi kỷ. Chúng ta lẫn nhau trao đổi đạo pháp, ta nắm luân hồi mộ táng công truyền cho nàng. Nàng thậm chí luyện đến tầng thứ 8 mức độ. Nàng cuối cùng, cách ta mà đi, nói là muốn tìm kiếm luân hồi đỉnh, mong muốn đột phá đến tầng thứ 9, ta nói luân hồi mộ táng công, tầng thứ 9 chỉ là ta nói bừa, căn bản lại không tồn tại, chính ta đều không luyện được, nàng làm sao có thể luyện thành. Ta biết, nàng chẳng qua là mượn cớ rời đi ta thôi, bởi vì ta xưa nay không từng xem nàng như thành người yêu, chỉ coi làm bằng hữu, nàng đối ta rất thất vọng. Ta chỉ có thể nói thật có lỗi. Diệp Thần suy nghĩ xuất thần, chỉ cảm thấy Thiên Tổ cùng Phong Tình Tuyết ở giữa, bể tình gút mắc quá phức tạp đi, hắn không tốt đưa bình. Thiên Tổ thở dài, chữ tình giải thích thế nào, sao đặt bút đều không đúng vậy. Nàng đối với ta rất tốt, là ta cô phụ nàng, nàng đi vào cái ngày đó, ta là rơi lệ, ai? Ta này cả đời, có ba kiện lo lắng sự tình, này ba chuyện không giải quyết, ta là không chết được. Chỉ có thể ở vô tận trong thống khổ luân hồi cùng trầm luân. Này chuyện thứ nhất, chính là tìm tới Phong Tình Tuyết, ta có nhiều chuyện muốn nói với nàng. Luân hồi chi chủ, cảm ơn ngươi, ngươi tìm được rất nhiều manh mối, ta hiện tại đã có khả năng suy tính đến, Phong Tình Tuyết ngay tại tinh không bỉ ngạn, ta lại ở tinh không bỉ ngạn tìm kiếm nàng. Chẳng qua là, manh mối còn chưa đủ, ngươi tiếp tục đi tìm tìm đi, hoặc là có thể đi hỏi một chút thần tình yêu tẩy mộng Yên Lam. Nàng là thiên nếu có tình cầu khí linh, có lẽ biết một số bí mật. Diệp Thần nói, thần tình yêu, tẩy mộng Yên Lam. Hắn nhớ tới đến, không không thời không thật có một cái thần tình yêu, gọi tẩy mộng Yên Lam, đã từng sơn thần cùng hải nguyệt thần nữ thông gia, liền là thần tình yêu tác hợp. Thần tình yêu vẫn là đại chủ tể hồng nhan chi kỷ, tại Diệp Thần còn không có cải biến thế giới đường trước, thần tình yêu từng bị đại chủ tể giết chết, bất quá tại Diệp Thần cải biến thế giới đường về sau. Thần tình yêu liền không có chết qua, một mực sinh tồn lấy, có được lãnh địa của mình. Chẳng qua là Diệp Thần không nghĩ tới, thần tình yêu đúng là thiên nếu có tình cầu khí linh. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Phong Tình Tuyết gọi Đại Ái Thần, Tẩy Mộng Yên Lam gọi thần tình yêu, giữa hai bên tồn tại thâm hậu sâu xa, cũng là chuyện tình đương nhiên, thần tình yêu xưng hào, chắc chắn cũng là kế thừa tại Phong Tình Tuyết. Thiên Tổ nói, đúng vậy, thần tình yêu Tẩy Mộng Yên Lam, luân hồi chi chủ. Người về sau có thời gian, có thể đi tìm nàng điều tra một chút manh mối. Diệp Thần suy nghĩ một lát liền gật đầu nói tốt. Dừng một chút, Diệp Thần lại hỏi, Thiên Tổ, người nói người có ba kiện lo lắng sự tình, một kiện là tìm tới Phong Tình Tuyết, vậy còn có hai kiện là cái gì? Thiên Tổ lắc lắc đầu nói, ta không thể nói quá nhiều, mà lại biết được quá nhiều, đối ngươi cũng không có chỗ tốt, ban đầu hôm nay ngươi hiến tế Thiên Tổ lệnh, ta cùng ngươi thành lập câu thông. Là cái cơ hội rất tốt, ta có khả năng nói cho ngươi một chút thế giới chân tướng cùng bí mật. Nhưng không nghĩ tới, ngươi tu vi thế mà yếu như vậy, chỉ có thiên nguyên cảnh 8 tầng, có rất nhiều bí mật, ta đều không tiện nói cho ngươi, cảnh giới của ngươi còn chưa đủ, ta sợ ngươi không chịu nổi một chút chân tướng trùng kích. Ây! Diệp Thần lập tức lúng túng, khó được nhìn thấy Thiên Tổ, trong lòng của hắn có thiên ngôn vạn ngữ mong muốn kể ra, mong muốn hỏi thăm. Nhưng không nghĩ tới Thiên Tổ nói thẳng hắn tu vi cảnh giới không đủ, có rất nhiều bí mật căn bản không có tư cách biết. Thiên Tổ nói, người nếu có thể ở Nam Châu Thiên sống sót,
liền đi sáng tạo đạo nhai đi, đó cũng là ta sáng tạo thế giới, ta tại thế giới kia lưu lại một đạo thánh vật, người nếu có thể tiếp xúc đến cái kia thánh vật, có lẽ chúng ta còn có lại cơ hội gặp mặt. Đến lúc đó, ta sẽ nói cho người biết một số bí mật. Thiên tổ sáng tạo ra thất giới, cũng tại thất giới bên trong, các lưu lại một đạo thánh vật, kiếm bắc giới là tuyệt mệnh thiên kiếm, nam châu thiên là pháp tắc thần thạch, cái kia sáng tạo đạo nhai cũng là thất giới một trong, tự nhiên cũng là có được thiên tổ một đạo thánh vật, chẳng qua là không biết là cái gì. Được. Diệp thần gật gật đầu, âm thầm lưu tâm, có thể tái kiến thiên tổ cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Thiên tổ, người bây giờ là ở đâu? Không lúc nào không, tinh không bỉ ngạn, vẫn là thế giới bên ngoài. Diệp thần lại hỏi. Thiên tổ nói, ta tại tinh không mang bỉ ngạn, cũng tại thế giới bên ngoài, nhưng không tại không lúc nào không thời không pháp tắc quá cố định, không thích hợp ta sinh tồn, trụ thần nếu như lưu tại không lúc nào không, sẽ tiếp nhận thống khổ cực lớn. Diệp thần ngạc nhiên nói, đã tại tinh không bỉ ngạn, lại tại thế giới bên ngoài, đây là có chuyện gì? Thiên tổ nói, người cảnh giới còn chưa tới, ta rất khó giải thích với người rõ ràng, người là có thể đã tại một chỗ, lại tại một địa phương khác, thậm chí là có khả năng ở khắp mọi nơi. Tinh không bỉ ngạn có cái cảnh giới tu luyện, gọi nhật nguyệt cảnh, chỉ cần có nhật nguyệt chiếu rọi địa phương, nói đúng ra, hẳn là chỉ phải có ánh sáng địa phương, người là có thể tồn tại. Chỉ cần nhật nguyệt bất diệt, chỉ cần ánh sáng bất diệt, chỉ cần thế gian này, còn có một chút ánh sáng nhạt tồn tại, người sẽ không phải chết. Diệp thần lẩm bẩm nói, nhật nguyệt cảnh sao? Thiên tổ nói, bất quá, nhật nguyệt cảnh đối với ngươi mà nói, cũng quá mức xa vời, nếu như tương lai ngươi có thể bước vào nhật nguyệt cảnh, đại khái liền có thể nhìn thấy một chút trụ thần bí mật. Hiện ở đây, có rất nhiều thứ, ta nói, ngươi tu vi không đủ, cũng chưa chắc có thể tiêu hóa. Diệp thần thở dài, được a. Hắn còn muốn cùng thiên tổ thỉnh giáo một chút trên việc tu luyện sự tình, tỉ như luân hồi mộ táng công, tỉ như thiên quang luân hồi trảm, nhưng nhìn bầu trời tổ bộ dáng, hẳn là sẽ không nói nhiều lắm. Thiên tổ tựa hồ cũng thấy Diệp thần tâm tư, mỉm cười nói, mọi người có mọi người duyên phận, cơ duyên của ngươi còn chưa tới, có thật nhiều tạo hóa, ta không thể ban cho ngươi. Bất quá hôm nay gặp nhau, cũng là khó được duyên phận. Ta sẽ không để cho ngươi tay không mà quay về. Ngươi giúp ta tìm tới rất nhiều phong tình tuyết manh mối, ta cũng không thể bạc đãi ngươi, ngươi yên tâm, ta đã thay ngươi trấn áp thiên nam tu, hắn sẽ nghe ngươi hiệu lệnh, vì ngươi chịu chết. 3 ngày sau chu thiên đại hội, đấu chiến thần muốn tiêu diệt thiên đạo nữ thần, ta không tiện nhúng tay, chỉ có thể chính ngươi nấu ăn. Ta ban thưởng ngươi một điểm tuệ quang, có thể giúp ngươi lĩnh ngộ pháp tắc thần thạch bên trong rất nhiều áo nghĩa. Nói xong, thiên tổ liền duỗi ra một ngón tay, một điểm bạch quang bắn tại diệp thần mi tâm bên trên. Trong chốc lát, diệp thần liền thấy, chính mình giống như chỉ trong nháy mắt mở tuệ, trí tuệ ngộ tính đều chiếm được to lớn đột phá, tinh thần thanh minh, ánh mắt trong veo. Đa tạ. Diệp thần cảm kích, ôm quyền nói tạ. Thiên tổ một tiếng, lại thở dài nói, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, muốn tiếp tục thay ta tìm kiếm phong tình tuyết manh mối. Hiện tại thiên tổ có thể xác nhận, phong tình tuyết tại tinh không bỉ ngạn bên trong, nhưng vô pháp xác nhận là tại tinh không bỉ ngạn nơi nào, hắn còn cần Diệp thần cung cấp càng nhiều manh mối. Diệp thần nói, tốt, ta biết. Thiên tổ nói, chịu ủy khuất ngươi, trước cùng ta cơ giới tạo vật, cùng một chỗ nhảy vào bể tình đi, năm đó ta là chiếu vào phong tình tuyết bộ dáng, chế tạo này đúng với máy móc khôi lỗi, ngươi cùng nàng nhảy vào bể tình, có lẽ có thể hồi tưởng thiên cơ. Truy xét đến chút vật gì. Chỉ thấy thiên tổ tay khẽ vẫy, một đạo uyển chuyển thân ảnh, liền từ chung quanh bạch quang bên trong đi ra, đúng là Lăng Thanh Trúc mẫu thân, Lan Tâm Nhị. Tuy nói Lan Tâm Nhị, là một bộ cơ giới khôi lỗi, nhưng nàng toàn thân trên dưới, không nhìn thấy một điểm cơ giới tạo vật dấu vết, hiển nhiên liền là một cái chân nhân, thậm chí so với con gái nàng còn muốn mềm mại cùng thanh thuần. Lan Tâm Nhị nghe được thiên tổ, lại muốn nàng và Diệp Thần nhảy vào bể tình, không khỏi ngẩn ngơ. Diệp Thần cũng cảm thấy có chút không ổn, nói, thiên tổ, không thể. Nhưng, thiên tổ chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, luân hồi chi chủ, chịu ủy khuất ngươi, ta phải đi, ta không thể lưu tại không lúc nào không quá lâu, mặc dù chẳng qua là một cái bóng mờ, cũng không thể lưu lại quá lâu, hư ảo quy hư huyễn, phản ánh tới thống khổ, lại là chân thật tồn tại. Phần thiên đại kiếp thống khổ đã đầy đủ dày vò,
lại cho ta tăng thêm vô vị khổ sở, ta có thể muốn nổi điên, cáo từ, chờ ngươi đi đến sáng tạo đạo nhai, tiếp xúc đến ta lưu lại thánh vật, có lẽ chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Đúng rồi, huyền vũ mảnh vỡ cũng đang sáng tạo đạo trong vách núi, ngươi có thể đi tìm kiếm, ngươi cảnh giới đột phá quá gian nan, cần đại cơ duyên, đại tạo hóa, này huyền vũ mảnh vỡ, liền là một phần đại cơ duyên. Nghĩ đến đầy đủ ngươi bước vào cửu đỉnh cảnh. Mặt khác, tinh diên cái kia ma nữ, bị thiên nam tu bổ nhất kiếm, cho dù có ngươi thần giáp mệnh tinh bảo hộ, cũng sống không qua đêm nay, ta khởi động nhân quả luật pháp thì, định nghĩa nàng trong vòng một tháng bất tử, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Trong tháng này, ngươi nhớ nàng còn sống, nhất định phải tìm tới huyền vũ mảnh vỡ, triệt để thắp sáng thần giáp mệnh tinh, lại ban cho nàng bảo vệ chúc phúc, dạng này nàng liền có thể sống, nếu không, chờ ta định nghĩa nhân quả luật mất đi hiệu lực, nàng nhất định phải chết. Nhớ lấy nhớ lấy. Dứt lời, thiên tổ thân ảnh, liền hóa thành vô tận vụn vặt lưu quang, triệt để từ từ tiêu tán. Diệp thần suy nghĩ xuất thần, lại thấy dưới chân trở nên trống rỗng, cả người giống như rơi vào thâm uyên, không ngừng rơi xuống dưới mà đi. Lan tâm nhị cũng giống như vậy, cùng diệp thần cùng nhau hạ xuống, nàng ôi một tiếng thét kinh hãi, vô ý thức phải nắm chặt diệp thần tay. Bịch! Cuối cùng, hai người xuyên qua vô tận thuần trắng hào quang, còn có từng tầng một mây mù, rơi vào một đầu trong sông đi. Đó chính là bể tình. Bể tình thế giới đang ở, liền là thiên nếu có tình cầu thế giới, vách ngăn đã bị tu bổ lại, hiển nhiên là thiên tổ thủ đoạn, cái thế giới này lại thành một cái độc lập tiểu thế giới, chỉ có Diệp Thần cùng Lan Tâm Nhị tồn tại, người ngoài đều bị ngăn cách. Luân hồi chi chủ. Lan Tâm Nhị gương mặt đỏ bừng, cả người rơi vào bể tình bên trong về sau, toàn thân quần áo liền ướt đẫm, lộ ra mỹ lệ tư thái đường cong, da thịt cũng cùng gò má nàng màu đỏ bừng, coi như không có đụng vào thân thể của nàng, cũng nhưng tưởng tượng thân thể nàng là bực nào mềm mại cùng tinh tế tỉ mỉ. Diệp Thần thần tâm rung động, đầu một hồi ong ong, thiên tổ còn sót lại ý chí, áp chế đạo tâm của hắn, yêu trên sông phù động ôn nhu lưu luyến khí tức, lại tan dã hắn hết thảy kháng cự suy nghĩ. Thế là, làm Diệp Thần cùng Lan Tâm Nhị, theo bể tình thế giới bên trong lúc đi ra, đã là một canh giờ trôi qua. Chỉ thấy thiên tổ các bên trong, tất cả mọi người hôn mê trên mặt đất, thật lâu bất tỉnh. Vừa mới thiên tổ buông xuống, thuần trắng nóng rực hào quang, bao phủ hết thảy, làm cho thiên tổ các tất cả mọi người hôn mê. Ôi, chúng ta mau đi cứu người. Lan Tâm Nhị nói ra. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, không cần, đợi chút nữa bọn hắn tự nhiên là sẽ tỉnh. Lan Tâm Nhị tiếp xúc đến Diệp Thần tầm mắt, một tiếng, gương mặt một hồi ửng hồng, thẹn thùng khôn xiết. Diệp Thần nhìn thấy trong toàn trường, có một người cũng không có hôn mê, vẫn là thanh tỉnh, đó chính là Thiên Nam Tu. Thiên Nam Tu quỳ một chân trên đất, trụ lấy trọng kiếm, mắt trong mang theo vô hạn bi thương, nhìn xem trước mặt nằm một người. Người kia chính là Tinh Diên, bị hắn bổ nhất kiếm, trọng thương hôn mê, vết thương còn đang chảy máu, huyết dịch là màu đen, tràn ngập kinh khủng sát khí gợn sóng. Nếu như là thuần túy vết kiếm thương, còn có khả năng trị liệu, nhưng hắn kiếm khí bên trong ẩn chứa vô thượng sát khí, cái kia sát khí khủng bố, đủ để yên diệt đỉnh cấp thiên đế, Tinh Diên lại làm sao có thể chống đỡ được. Bây giờ Tinh Diên, đã là sắp chết trạng thái, Thiên Nam Tu liệu định, nàng là sống không qua đêm nay. Diệp Thần chậm rãi đi đến Thiên Nam Tu trước mặt, thấy Tinh Diên kinh khủng thương thế, cũng là âm thầm kinh hãi, nhưng hắn nghĩ tới, thiên tổ đã định nghĩa một đầu nhân quả luật, nói trong vòng một tháng, Tinh Diên sẽ không chết, cái kia nghĩ đến Tinh Diên là sẽ không chết. Thiên tổ thực lực, Diệp Thần là tin tưởng. Cảm thấy được Diệp Thần tới gần, Thiên Nam Tu cảnh giác ngẩng đầu, lại dẫn điểm oán giận nhìn xem hắn. Bất quá, ánh mắt hắn cảnh giác cùng oán nộ, rất nhanh liền biến thành trống vắng cùng bi thương, nói ra, luân hồi chi chủ, thiên tổ ra lệnh cho ta, gọi ta thần phục với ngươi, mệnh lệnh của hắn, ta không dám vi phạm, từ nay về sau, ngươi chính là của ta chủ nhân. Dứt lời liền hướng Diệp Thần chắp tay. Diệp Thần thở dài một tiếng, hắn tự nhiên biết, Thiên Nam Tu cũng không phải là thật thần phục với hắn, chẳng qua là tại thiên tổ mệnh lệnh dưới, tạm thời khuất phục thôi. Tiền bối, chủ nhân không dám nhận, chúng ta trước buông xuống thành kiến, cứu ra thiên đạo nữ thần lại nói. Đến mức Tinh Diên cô nương, thiên tổ nói, nàng trong vòng một tháng, sẽ không chết đi, thiên tổ ngôn xuất pháp tùy, hắn liền là thiên luật pháp tắc, hắn nói Tinh Diên cô nương sẽ không chết,
cái kia nàng tự nhiên là không có việc gì. Diệp thần nói ra, Thiên Nam Tu thân thể chấn động, nói thật chứ? Diệp thần nói, tự nhiên là thật, ta còn dám giả mạo thiên tổ mệnh lệnh hay sao? Thiên Nam Tu yên lặng một thoáng, lại nói, cái kia một tháng sau đâu, làm sao bây giờ? Tinh Diên thương thế quá nặng, đã vô pháp cứu chữa. Nàng là ta thương yêu nhất đồ nhi, ta đối đãi nàng tựa như con gái ruột, thiên tổ không nói những lời khác sao? Muốn làm sao cứu người? Coi như bắt ta mệnh, đi đổi mệnh của nàng, ta cũng nguyện ý. Hắn biết rõ Tinh Diên tình huống, đó chính là Nguyên Thiên Đế hỏa hồn thiên đế đích thân tới, đều khó có khả năng cứu chữa. Hắn đối với mình kiếm đạo sát phạt lực lượng cùng khủng bố, vẫn là rất rõ ràng. Diệp thần nói, thiên tổ cũng không thể nhúng tay quá nhiều, muốn cứu người chỉ có thể dựa vào chúng ta, nếu ta có thể tìm tới huyền vũ mảnh vỡ, bù đắp thần giáp mệnh tinh, ban thưởng thủ hộ chúc phúc, cái kia còn có thể cứu nàng sống sót cơ hội. Thiên Nam Tu nói, huyền vũ mảnh vỡ sao, ta giúp ngươi đi tìm. Hắn nắm chặt lại quyền, liền bỗng nhiên đứng dậy. Diệp thần vội nói, tiền bối chưa có hấp tấp, ngươi không thể đi, chờ ba ngày sau Chu Thiên Đại Hội, ta vẫn phải ngươi hỗ trợ, muốn ta một người đối phó Hùng Phách Thiên cùng đấu chiến thần, ta có thể đánh không lại. Thiên Nam Tu khẽ giật mình, nhíu mày lâm vào trầm tư, nhìn một chút còn tại trọng thương hôn mê Tinh Diên, bất đắc dĩ thở dài nói, được a, ta lưu lại là được. Chẳng qua là, Hùng Phách Thiên dễ đối phó, đấu chiến thần lại hết sức khó giải quyết, như muốn chấn áp đấu chiến thần. Trừ phi ta liều mạng cái mạng này không muốn. Nếu ta chết, ngươi không thể cô phụ Tinh Diên, nhất định phải nghĩ biện pháp cứu sống nàng. Diệp thần nói, tiền bối, Chu Thiên Đại Hội còn chưa bắt đầu, chớ nói chi ủ rũ lời, chúng ta đồng tâm hiệp lực, cũng chưa chắc không địch lại đấu chiến thần. Như thật có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không vứt xuống Tinh Diên cô nương mặc kệ. Thiên Nam Tu thở dài, vậy thì tốt. Ngươi chỉ cần nghĩ cách cứu sống Tinh Diên thuận tiện, đấu chiến thần, ta sẽ nấu ăn. Nói xong lời cuối cùng, Thiên Nam Tu trong đôi mắt, cũng là có sắc bén phong mang đang lóe lên. Diệp thần nghĩ thầm, có Thiên Nam Tu trợ lực, lại thêm hắn thần lôi thanh đăng, còn có một lần sử dụng cơ hội, chờ Chu Thiên Đại Hội bắt đầu, muốn chấn áp đấu chiến thần, cứu ra tiểu mạt lị, cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Diệp thần cảm thấy hơi định, thiên tổ các bên trong người cũng lần lượt thức tỉnh. Vừa mới thiên tổ hiển linh, lóa mắt ánh sáng chói mắt, để bọn hắn toàn bộ lâm vào trong hôn mê, nhưng bọn hắn cũng không nhận được tổn thương gì, chờ Chu Thiên Đại Hội bắt đầu, một dạng có khả năng trợ lực Diệp Thần. Chẳng qua là, lần này cùng Thiên Nam Tu một trận chiến, Diệp Thần vận dụng thiên tổ lệnh phá toái, hắn không cách nào sẽ cùng thiên tổ liên lạc, chú Tinh Long Thần cũng nhận một chút tổn thương, Tinh Diên càng là trọng thương ngã gục. Diệp thần tướng Tinh Diên an trí đến thiên nếu có tình cầu thế giới bên trong, lại để cho chú Tinh Long Thần đi chiếu cố nàng. Mộ chủ, cô gái này sợ là sống không qua đêm nay a. Chú Tinh Long Thần nhìn thấy Tinh Diên đầu vai cái kia vết thương kinh khủng, còn có miệng vết thương không ngừng thẩm thấu ra máu đen cùng sát khí, hắn liền hơi có chút chấn động nói ra. Hiện tại Diệp thần điều động bể tình cùng thánh tuyển chi thủy, đi đổ vào Tinh Diên vết thương, cũng hoàn toàn không thể trị liệu. Thiên Nam Tu toàn lực nhất kiếm chém giết, bổ ra vết thương quá kinh khủng, thánh tuyển chi thủy đều không thể trị liệu. Không có việc gì, tiền bối, trong tháng này, nàng sẽ không chết, thiên tổ đã bố trí xuống nhân quả luật, có thể bảo vệ nàng một tháng tính mệnh. Diệp thần nói ra, chú Tinh Long Thần lẩm bẩm nói, phải không? Diệp thần nói, tóm lại, tiền bối, liền nhờ ngươi trước chiếu khán lấy nàng. Chú Tinh Long Thần nói, được a. Hết thảy an bài thỏa đáng, Diệp thần rốt cục thở dài một hơi, tại thiên tổ các bên trong tìm một chỗ yên lặng địa phương, liền bắt đầu tĩnh tâm điều tức, khôi phục tinh thần. Bất quá, Diệp thần vừa mới bắt đầu điều tức không bao lâu, một nữ tử liền nhẹ nhàng trôi dạt đến bên cạnh hắn, chính là Lan Tâm Nhị. Lan Tâm Nhị trước mắt còn là linh hồn trạng thái, bay tới Diệp thần phía sau người, liền sát bên thân thể của hắn ngồi xuống. Bá mẫu. Diệp thần thấy Lan Tâm Nhị tới, có chút xấu hổ kêu một tiếng, sao ngươi lại tới đây? Lan Tâm Nhị trừng mắt nhìn, nói, ngươi quên, ta hồn huyết ký thác vào pháp tắc thần thạch bên trong, ta không thể rời đi pháp tắc thần thạch quá xa. Diệp thần vuốt vuốt mi tâm, thở dài, được a. Lan Tâm Nhị đôi mắt trong suốt tinh khiết, mặc dù đã cùng Diệp thần tắm gội qua bể tình, nhưng nàng vẫn là vô cùng đơn thuần bộ dáng,
cũng không giống Diệp Thần như thế quẫn bách cùng xấu hổ, nàng liền 10 điểm nhu thuận lẳng lặng ngồi tại Diệp Thần bên người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 562.